Rồi anh em nhé, hôm nay hướng dẫn anh em nối cái diệp quang này. Đây là một cái diệp quang đây này. Diệp quang cơ khí của Viettel nhé. Hôm trước là cái cột này nó bị cháy, nối mấy điểm rồi nhưng mà mấy nhà bên này chưa có điện lại, hôm nay lại phải nối tiếp. Nguy hiểm quá nhỉ. Này, dây điện cháy hết rồi này. Kinh khủng. Đây anh em nhé, hôm trước nối mấy nhà này, nhưng mà cái nhà này thì chưa nối này. Nối nhưng mà hôm đấy mất điện cho nên chưa cho vào. Ở đây nó còn mấy cái dây như này, không biết là dây nào nữa. Không biết dây nào có tín hiệu nữa. Còn 2 giây nữa. Đây thì tôi lại không có máy đo anh em nhé. Nếu có máy đo thì đo đây luôn thì nó cũng đỡ hẳn. Chả biết dây nào nữa. Bây giờ lại đang mất điện nữa chứ. Dây này thì dây vào nhà khách rồi này, nó bị cháy ở đây này. Ở đây nếu mà có máy đo thì đo cái điểm này nó sẽ được này. Nhưng mà không có máy đo thì cũng chịu thôi. Đang mất điện hết một loạt rồi. Thôi cứ nối cái dây này dài phát ạ. Thì anh em tách cái dây cương lực này ra này. Đây là cái dây cương lực này. Xong anh đợi anh em đưa cái, đây là cái gì nhỉ? Đây là ống có nhiệt anh em nhé. Giờ mới nghĩ ra ông có nhiệt. Đây anh em nhá. Xong rồi anh em ở đây nó có cái thang đo đây này. Đấy, nó thang nó chia cho này. Anh em đây là nó 31 mm này. Đấy, xong anh em tước là 10 mm này. Đấy anh em ướm vào đây này. Được bố.
Đây 31mm này. Lại gãy. Đây anh em nhá, anh em đo theo đúng cái chiều này là được. Hai bên như nhau anh em. Đấy. Cái này nó cũng rất đơn giản thôi mà. Xong anh em sử dụng cái dao cắt này. Anh em cắt cái đầu xanh là cái bọc của cái sợi quang này. Thì anh em cho chạm đúng cái điểm của cái mép của cái dao cắt ở đây. Đấy. Ok. Đầu bên này cũng thế anh em nhé. Đó, đặt vào cái đấy. Thường là anh em nên cho cái chuôi này vào trước này, nếu mà chưa quen ấy thì nên cho cái chuôi này vào trước. Nhưng mà ở trên này nó bấm nó khó cho nên anh em phải để chuôi sau. Không phải anh em cắt xong anh em để lủng lẳng như này. Anh em để lủng lẳng như này là nó rụng mất đấy. Đấy, xong anh em nhét vào đây. Nhét đây thì anh em nó ở giữa này. Anh em đưa nhẹ nhàng vào đây. Anh em đưa kịch hết vào nhá. Xong anh em xoáy hờ hờ thôi. Đừng xoáy chặt quá. Bên này cũng thế. Anh em đút bên này vào khi nào mà cái đầu bên này nó kênh lên ấy. Đấy, nó kênh lên rồi. Kênh lên rồi. Đấy, anh em sử dụng cái bút này. Bút hoặc cái gì mà nó nhỏ nhỏ mà để chọc được ấy. Anh em chọc hai cái chốt ở bên cái dẹp này là được. Sau đấy anh em vào nhà kiểm tra nhé. Nếu mà có điện thì anh em check trên hệ thống luôn. Còn nếu mà khi mà anh em chưa tự tin thì anh em đừng cho cái này vào vội này. Nếu mà anh em là check có tín hiệu thì mình mới đậy cái hết cái nắp này vào. Bây giờ mình vào kiểm tra đã. Vào nhà kiểm tra xem nó có tín hiệu chưa. Còn nhiều anh em mà nối dẹp nó không tự tin ấy. Thì anh em đừng cho vội cái giấy bạc với lại cái khò vào làm gì. Vào trong này kiểm tra xem ạ. Mãi với góc bên kia anh em. Đi đường này trong vòng. Đây toàn đi qua cái cây cối thôi.
Đây cái dây nó rụng hết xuống cái dưới này này. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Với bây giờ đang mất điện nữa chứ, thế nó không check được tín hiệu, không biết là có hay không nữa. Alo. Alo. Ở đây thì hiện giờ nó đang mất điện anh em nhá. Nên chưa check được tín hiệu xem nó có hay không nữa. Thế nên bây giờ là cứ để như này thôi đã. Tạm thời để như này đã. Lúc nào mà có tín hiệu rồi thì đi qua mới cho này vào. Đấy anh em nhá, cái nối diệp này nó cũng rất là đơn giản thôi. Thế anh em nối cái nào quen tay nó cực dễ mà. Xin chào anh em ở các video khác nha. Xin chào anh em nhá.